Chào cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ làm cái món canh chua cá đường hồng với rau dường nha cả nhà. Thì sáng mình đây mình có đi hái mớ bèo tây nè cả nhà ơi. Ở dưới quê mình còn gọi là cái lục bình đó ha. Cái cọng bèo tây nè cả nhà ơi. Giờ để mình lặt lấy cái đọt non đó thôi cả nhà. Mình chỉ lấy một khúc đọt non ở dưới thôi. Đây có một mớ rau trai nè cả nhà. Ngày sáng mình cũng có hái thêm mớ rau trai nữa nè. Đây là cái rau muống nè cả nhà, rau muống nước ha. Để giờ mình đi hái thêm mớ rau thơm nữa nha cả nhà. Rồi đây là rắm rau thơm cả nhà ơi, này kêu bằng rau tại rau cần dài lá nè cả nhà. Để mình hái mới ha. Này trời nắng quá, biết cả nhà thấy không? Ở dưới quê mình lại sử dụng rau vườn không cả nhà. Đây rau cần dài lá nha. Để mình bật rau cả nhà ơi. Để cái lục bình này nè. Mình chỉ lấy được một cọng gì mình lấy được cái một cái phần non ở dưới này hả cả nhà ơi. Còn như mình bỏ hết cái phần hai cọng bờ tay rồi cả nhà, cọng một bình này, một cọng bự gì thì mình chỉ lấy một phần nhỏ đó. Phần non ở dưới góc này cả nhà ơi. Đây là cái phần mà lục bình mình lặt rồi nè cả nhà ơi. Thấy một đống như mình lặt ra được có miếng nè, mấy này là bỏ hết rồi nha cả nhà. Đấy, mình chỉ lấy được có nhiêu đây thôi. Để mình lặt cái rau trai cả nhà. Đây là cái rau trai cả nhà ơi. Cái rau trai này thấy không cả nhà, thấy ở dưới nước nó mọc nè. Cái này là mình cũng lặt lấy cái cọng ở trong không rồi cả nhà ơi, mình bỏ hết cái lá này nè. À, đây có nhóc nhỏ cũng đang ngồi lặt cái này cả nhà ơi. Mình mới vô nha cả nhà. Nên mình lặt hết cái lá mình bỏ cả nhà, chỉ mình lấy cái cọng thôi, lấy cái cọng về thôi nè. Đấy, mình lặt hết lá lấy cái cọng gì không à. Giờ nó cắn thì không có được. Như mấy cái xanh vậy là nó già rồi nè, thấy không? Mình lấy mấy cái trắng thì lấy cái xanh nó già rồi, nó ăn nó cứng lắm. Cái xanh ăn cũng được mà nó cứng quá bà. Được rồi, mấy cái đó ta khỏi rồi. Lá sát một chút xíu nữa để ăn nó sảm hơn. Cái lá này mình để cái lá dài quá ăn nó sảm lắm rồi cả nhà. Mình đã lặt hết cái lá luôn, bỏ hết cái lá lá đi. Đây thấy ba cái dao không? Nay trời gió quá cả nhà, rồi sao lại gió thổi hù 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 cả nhà nghe không rõ, thông cảm cả nhà. Giờ mình tiến hành nấu cả nhà ơi.
Dạ, ta để mình dạo cơm mẻ này. Mình hôm nay mình nấu chua bằng cái cơm mẻ cả nhà. Dạo cơm mẻ vô để mình lấy cái đậu chua cho làm đậu chua ha. Dầu soi mình cho tỏi vô cái này. Mình chỉ tỏi cho vàng cho thơm ha. Mình cho cái nước mà hồi nãy mình đổ cái cơm mẻ đó. Mình cho nước vô ha. Canh nước mắm luôn. Bây giờ mình cho con cá vô luôn nha cả nhà. Con cá mình nấu về mình không có đợi nước sôi cả nhà. Nước vừa ấm ấm vậy là mình cho con cá vô luôn. Con cá nó sẽ không có bị đính, nó bị đỏ trong cái xương nha cả nhà. Để mình vớt con cá ra cả nhà ơi. Cá chín giờ mình vớt cá ra ha, cho rau vô. Bây giờ mình nấu này thì cái lục bình non là mình nấu trước rồi cả nhà. Thì cái này thì nó lâu chín hơn, mình cho nó vô trước ha. Để cái lục bình mình nấu thì cũng được thôi cả nhà, rồi cái mình cho cái phần rau vô luôn ha. Chua là chấm muối ớt là nhất nha cả nhà.
Rồi đây là chén muối ớt thần thánh của mình đây cả nhà. Chén muối ớt siêu cay ha. Rồi canh chua thấm muối ớt rồi thôi, nhất luôn ha. Thì cái phần rau giờ cũng chín tới rồi cả nhà. Giờ mình cái phần rau thơm mình sắc nhuyễn ha, mình cho nó vô luôn ha, với ớt. Ớt mình sắc nhuyễn ha. Ớt rau thơm mình cho vô luôn ha. Rồi mình nêm nếm là cho nó vừa ăn cái là được thôi cả nhà. Rồi đây là cái thành quả của mình nè cả nhà ơi. Canh chua cá điều hồng, rau dường ha, chấm muối ớt ăn bữa cơm chiều nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy hấp dẫn không? Rồi clip mình tới đây cũng dài rồi cả nhà ơi. Mình cũng xin kết thúc video tới đây ha. Bạn nào thấy clip hay thì hãy cho mình một like, một chia sẻ ha. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh, bấm vào cái chuông để nhận được cái thông báo sớm nhất nha. Vậy thôi giờ mình cũng tạm biệt các bạn nha. Rồi bye bye các bạn nha, hẹn lại các bạn trong clip sau nha.